Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái sản phẩm. Cái này là sản phẩm cái tay cầm chơi game. Thì tay cầm chơi game này thì hiện tại giá rất là rẻ. Các bạn nào quan tâm thì có thể mua về để trải nghiệm nha. Dưới phần mô tả của video thì trên hộp nó có ghi là sử dụng cho TV Android nè, hoặc là TV Box các bạn, laptop, PC và smartphone. Smartphone đó thì mình chưa sử dụng, nhưng mà trên laptop và PC là mình đã sử dụng và trải nghiệm rồi. Thì các bạn mua về thì nó chỉ có cái hộp này với cái tay cầm là chính nè, thấy tay cầm nè, và một cái cổng kết nối Bluetooth. Rồi thì các bạn thấy tổng thể cái này thì nó chỉ có vậy thôi đó. Về cái pin á thì chúng ta sẽ sử dụng là pin 2A nha. Pin 2A mua về á thì nó sẽ không có tặng nha, mình phải chạy đi mua mới có nha. Các bạn mua về các bạn chú ý. Rồi thì cái phần về cài đặt để chúng ta chơi á thì cái này không cần cài đặt gì hết các bạn, giống như cái con chuột Bluetooth vậy đó, mình ghim vào mình cài game thì nó sẽ tự nhận thôi, nó rất là dễ luôn. Mua về rồi mình nghiêng vào là chơi. Về trải nghiệm thì mình thấy rất là dễ chơi, với lại nó điều khiển cũng khá tốt. Nhưng mà mình chơi trên thiết bị TV Box của nhà mình thì mình thấy nó là không cần điều khiển mà nó chơi khá tốt. Bạn thấy cái từ cái màn phím nè, cái bộ điều khiển mình thấy nó gia công cũng khá là đẹp nè. Trên đây thì là cái bộ cảm biến thôi, khi mình ghim nó sẽ hiển thị hai cái nút ở đây nè, nó hai nút màu đỏ nè. Đó thì mình sử dụng khoảng mấy tháng rồi, mình thấy nó cũng khá ổn nên mình giới thiệu tới các bạn nào có muốn trải nghiệm thì mua về nha. Hiện tại giá bán hiện tại khoảng trăm mấy thôi, mình không nhớ thôi, nhưng mà mình sẽ để link cho các bạn tham khảo nha. Đó. Cái phím điều khiển này khá hay nha, trải nghiệm dành cho các bé nhà chơi rất là tốt luôn đó các bạn.